Xin chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020-2021 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020. Theo đó, trong thời kỳ này, từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021, xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, cửa sông Cửu Long xu thế tăng cao từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 3, sau đó giảm dần. Còn riêng sông Cái Lớn, xâm nhập mặn sẽ tăng cao từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3. Độ mặn cao nhất tại các trạm trong thời kỳ này phổ biến ở mức thấp hơn so với độ mặn cao nhất tuần từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3. Cụ thể, chiều sâu danh mặn 4 gram trên lít trong thời kỳ này có khả năng như sau. Phạm vi xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là 65 đến 72 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 40 đến 45 km, trên sông Hàm Luông, Cổ Chiên là từ 46 đến 58 km và trên sông Hậu là từ 45 đến 50 km, sông Cái Lớn là từ 32 đến 36 km. Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức cấp 1 đến cấp 2. Vì vậy, trước dự báo này, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động các giải pháp ứng phó, phòng chống hạn mặn ngay từ bây giờ. Theo khuyến cáo, trong đợt mặn từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 3, các địa phương cần hạn chế tưới, tưới nước tối thiểu nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra về nồng độ mặn. Các địa phương chủ động các biện pháp trữ nước và cấp nước phục vụ cho sinh hoạt trong thời kỳ này. Dự báo thời tiết trong những ngày tới ở Nam Bộ nói chung và đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang trong chuỗi ngày nắng và khô nóng. Dự báo còn kéo dài với thời tiết chủ đạo trong mùa khô là nắng nhiều và hầu như không mưa. Tại Nam Bộ, trời nắng từ sớm và kéo dài trong ngày với cường độ mạnh vào lúc trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất ngày ở khu vực Nam Bộ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao lên mức từ 35 đến 37 độ. Lưu ý về đêm và sáng do điều kiện địa hình nên nhiệt độ giảm khá nhanh. Như tại miền Đông Nam Bộ, mức nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng từ 24 đến 27 độ, còn miền Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.